mình và mẹ mình sẽ làm món chè trôi nước. Thì hôm nay mình cũng có làm nhiều mạo các bạn. Đây là những nguyên liệu mà mẹ mình đã chuẩn bị để làm nè các bạn. Thì ở đây mình có nếp và đậu xanh. Thì đậu xanh là để làm nhân, nếp là làm vỏ bánh chè trôi nước á. Là rồi, màu thì hôm nay mẹ mình có chuẩn bị là màu gấc. Thì màu gấc này sẽ làm ra màu cam đậm hả mẹ? Màu này cũng rất là đẹp đó các bạn. Rồi. Cổ tay bị gì? Rồi, khó quá vậy. Còn cái này là bí đỏ. Nói là bí đỏ nhưng nó có màu vàng nha các bạn. Cái màu vàng này cũng rất là đẹp. Rồi ở đây là khoai lang tím này thì nó sẽ ra cái màu tím cũng rất là đẹp các bạn. Thường thì mẹ mình sẽ dùng lá cẩm, nhưng mà hôm nay thì mẹ mình dùng khoai. Thì cái khoai này là khoai cũng như bí này thì mẹ mình sẽ hấp sau đó rồi nghiền rồi nhồi với bột. Thì cái lớp vỏ bột, cái bột bánh bên ngoài á, nó ăn nó sẽ rất là mềm dẻo và ngon, nó để lâu được, nó không cứng. Bí là bổ não. Bí là bổ não hả? Đấy, rất là sáng mắt. Khoai thì khỏe cho tim mạch. Gây vậy? Đó. Khoai là khỏe tim mạch. Bí là bổ não. Rất là sáng mắt. Nói chung là mẹ mình dùng những màu tự nhiên thôi nha các bạn. Và có màu xanh lá dứa nữa. Với lại màu trắng của bột thôi. Nhưng mà mẹ mình làm đều là tự nhiên. Mời các bạn cùng theo dõi mình và mẹ mình làm nha. Lá dứa xong mình vô mình rửa lá dứa. Sai. Rửa xong mình thay. Đài để lá dứa. Này hả? Lá dứa này. Màu xanh. Đài này thì lá dứa này là màu xanh. Giờ mình cắt lá dứa, cắt nhuyễn này, sau đó mình đi xay để lấy nước. Nó xanh nhỏ, hơn màu xanh lét hả? Thơm thơm. Cái này mà nấu sữa đậu nành á, biết nè. Mẹ mình đã xay rồi nè. Mẹ mình xay đây dây tay hay xay máy mẹ? Xay máy ạ. Xay máy hả? Do cái này nhiều quá nên là xay máy các bạn. Bữa nào mình xay thử cái cối này mẹ. Thì mẹ mình đi ra ngoài á, xay máy xong rồi sau đó mình bỏ vô cái bồng rồi để mình dằn như vậy nè, để cho nước ở ngoài nó ra hết nước thì nó sẽ khô, nó khô thành cái bột để mình nhồi để làm cái vỏ áo bên ngoài á, cái vỏ của viên chè. Giờ làm nặng tối nay mình nấu nhân nè. Xôi nhân với xôi khoai với xôi bí cho nó chín ăn mình nghiền mình làm. Tối nấu luôn. Ủa mình phải nạo tay vậy chứ mình không có. Có máy mà nạo máy nó ngon. Nạo tay nó trắng vừa. Không nhìn nó trắng mà nạo máy nó nạo tới quá nó đen.
làm 2 kg đậu xanh luôn hả mẹ? 2 kg mà ngâm hai ký đó hả? Để mình làm ra được 2 kg này được 350 viên. Nhưng á rồi sau chứ không có nấu bắt lên hấp sau thì nhân nó mới ngon. Là mẹ để thêm muối vô nữa hả? Muối cho nó mặn mặn nó béo. Trời ơi nó cua queo. Lan tím các bạn, khoai lang tím mà sau khi nấu xong rồi bây giờ nghiền ra nè. Nấu chung với bột. Nhìn đẹp quá ha. Còn đây là khoai lang trắng. Rồi giờ nghiền vô khoai trắng. Rồi cái đó nghiền xong hả mẹ, giờ mình nghiền cái này đi mẹ. Giờ mình nghiền cái đó đi rửa rổ luôn đi. Đây là đậu xanh nè các bạn, đậu xanh mà sau khi mẹ mình đã hấp xong rồi thì bây giờ mẹ mình đang nghiền nhuyễn ra để mà làm nhân á các bạn. Cái này còn nóng rất là dễ nghiền luôn. Bình thường là mình vừa chín xong là mình đem ra mình nghiền liền thì nó rất là dễ, đừng có để lâu thì nó sẽ rất là khó nghiền luôn và làm cho cái nhân của mình sẽ không có ngon nữa. Nên là mình phải nghiền nóng như thế này. Nói các bạn thấy khói bay nghi ngút luôn không? Còn kế bên là bí đỏ đó các bạn. Bí đỏ thì lúc nãy mẹ mình cũng đã nghiền xong rồi. Thì cũng tương tự như là đậu xanh thì cũng nghiền lúc còn nóng. Đây là bột nếp sau khi xay nhuyễn với nước nha các bạn. Sau đó mẹ mình cho vào một cái bồng bột, rồi lấy đá dằn lên để ép nước ra bên ngoài giống như lúc nãy các bạn thấy á. Thì sau khi nước nó được ép hết ra ngoài thì nó sẽ khô như thế này nè các bạn. Bột này rất là ngon đó các bạn. Các bạn cũng có thể dùng bột nếp xay người ta bán sẵn ngoài chợ đó các bạn. Mình sẽ nhồi bột nếp xay với lại khoai lang tím nha các bạn. Tỷ lệ là cứ 1 kg bột nếp thì sẽ là nửa ký khoai. Thì cái này mẹ mình kết hợp bột nếp xay ở nhà với lại bột nếp xay ngoài tiệm thì làm sao mà với tỷ lệ là 1 kg bột với lại nửa ký khoai là được. Cái màu khoai tím nó đẹp quá nè. Cái này nhồi bột nó màu đẹp quá. Xong một cục màu tím. Giờ mình tới màu gì mẹ? Thì sao? Sao mà chắc cái nước này là ra bỏ mà lấy cái cặn không á. Nó mới ngon. Sai, chúng ta mình bỏ vô cái ly. Mình lấy cái cặn dưới, còn nước kênh tại vì lấy dưới mình mới cắt cái mình xay lúc nào nó cũng phải nhẵn nhẵn á. Mình bỏ cái nước đó ra. Mà cái mùi này nó thơm mất thơm mới ha. Ngon nó ghê, thằng lấy dưới mình nhìn nha, lấy dưới thơm á. Nó thơm hết tiết rồi. Ồ ngon ghê quá ta. Ghiền quá ta. Màu xanh nó cũng đẹp lắm. Đây màu xanh lá dứa nha các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ nhồi tiếp những màu kia luôn nha. Rồi xong tiếp tục cục màu màu vàng của bí rồi bí ngô, bí đỏ. Rồi bí ngô. Tiếp theo là màu cam của quả rất nha các bạn. Màu cam của quả rất xong. Ôi bốn màu rồi đẹp quá. Đó là bốn màu. Còn màu trắng của bột đó. Màu này cũng đã hoàn thành. Giờ nó vô đây luôn. Nó là bỏ vô đây. Lấy lên. Vậy luôn hả? Hấp dẫn quá ha. Đây là nấu nha các bạn. Luộc nước trước. Giờ để thấm nước đường, bỏ qua nước đường. Bây giờ bỏ qua nước đường đây nè. Trong veo luôn. Cho các bạn xem màu lá cải nè. Màu khoai tí. Ủa lộn, màu khoai. Màu khoai là nó đang màu tím. Rồi. Và đây là màu chè. Màu chè. Cho nước đường trong bếp. Là chưa để nói với các bạn ha. Là đầu tiên là mình luộc nước. Sẽ luộc nước trong nước sôi. Luộc rồi sau đó mới bỏ qua nước bên đây nước đường. Nước đường rồi sau đó Rớt ra cũng bỏ vô cái nước đường này. Thử cái bí màu vàng này ha. Màu vàng bí. Thấy mà. Thấy đúng không? Đúng rồi. Đây. Dẻo. Để mình sắn ra ha. Dẻo. Chế làm hai nha. Sắn ra trong nè. Cho các bạn xem nó trong đi. Sắn cũng đứt luôn. Dẻo mà nó nở không đứt luôn. Ngon. Mẹ ăn hai viên mà mẹ cảm thấy chưa đã. Ra lấy nào ăn. Dạ con về hôm qua. Ủa cái này nó dẻo á mà. Nó dẻo á. Ai mà biết ăn là nhìn thấy nè. Cái sớ là thấy như cái sớ khoai luôn nè. Là biết bí nè. Chứ không phải là màu thực phẩm nha các bạn. Đây là màu tự nhiên nè. Cục nhân của con nó lọt ra. Nhìn ở có cái nhìn kỹ á, sẽ có cái sớ khoai luôn á. Chứ không phải là bột. Tại vì khoai trộn với cái bột. Dẻo. Ăn miếng đậu phộng. Dân nó có ăn không? Ăn tự mê. Ở nó ngồi nó nhai mà. Nó nhai mà nó làm sao? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.